Còn như cái ngày giỗ cũng vậy, gọi là giỗ kỵ đó, các Phật tử cũng mới có vài người, mấy người cũng muốn hỏi tôi về việc mà ngày kỷ niệm mà ông thân sinh tôi mà trước là tới để gọi là có cái lòng quý mến tôi tới thăm, rồi đồng thời nhân cái dịp đó để trong cái ngày kỷ niệm đó mà cúng luôn nó giỗ. Thiệt tình thì tôi xin cảm ơn, nhưng mà đều tôi đã hiểu cái kiểu của tôi rồi thì tôi không làm kiểu khác được. Tới thì cúng thì ông bà tôi, cha mẹ tôi, mà tất cả những cái đồ lễ vật thì toàn là của các vị không. Thế thì là cái hiếu của tôi cúng là ở chỗ nào của tôi? Cái hiếu của tôi ở chỗ nào? Thậm chí trại tăng bao thơ cũng của các vị nữa. Thế là cái hiếu của tôi ở chỗ nào? Chưa kể là rồi cái lễ tôi còn dư tiền nữa. Trời Phật, cái đó mới là quái quâm mà. Hiếu cái kiểu đó thì không có thằng khùng nào trên đời này không biết hiếu hết. Hiếu sướng quá mà. Càng hiếu càng sướng. Sướng ngay hiện tại chứ không phải đợi tương lai. Cho nên là tôi học Phật rồi thì tôi hiểu rồi, tôi làm cái đó không được. Vậy lại nữa tôi biết là ông già tôi hồi đó ông tu kiểu đó là không cách nào ông còn ở đâu nữa đó. Chắc chắn là ông trở lại làm người rồi. Làm người thì ở trong cái cõi tinh đằng an lành. Bởi vì tôi biết là ông đi theo con đường chánh pháp mà cao siêu thì ông không có điều kiện để học kỹ. Nhưng mà cái tấm lòng lành mà đối nghi thích tụng niệm với an hiền ở lành, ông động phạm tới người ta đó, thì cái điều đó coi như ông chắc chắn. Thế thì là ít nhất người ta cũng có nhân thừa cho chuyện gì mà phải ở đâu mà còn ở cái chỗ nào nữa đâu mà sợ. Cho nên tôi không có hề sợ sợ gì hết. Cái nhà tôi ở cái chỗ nào cũng vậy, chỉ có cái bàn thờ Phật. Vì tôi thấy giáo lý ông hay quá, để tôi nhìn ông tôi cười chơi. Chứ không có bàn thờ ông bà. Ông bà chừng nào tới ngày mà nhớ kỷ niệm là mua bông, mua trái cây rồi cũng nhang đèn vậy, rồi để chân lên đó gọi là cúng ông bà, rồi muốn nấu rồi dọn đâu dọn. Không có. Cái thói quen bên gia đình này cũng vậy. Người ta cho tôi cái tấm lịch của người Trung Hoa, vẽ cái cảnh này kia, trong đó có cái chữ nhất phàm phong thuận. Phong thuận tức là bườm căng, trương bườm mà thuận gió. Rồi tôi xài hết tấm lịch đó rồi, tôi lấy tấm đó tôi treo trên cái chỗ cái bàn thờ đó. Rồi mấy người không biết chữ Hán tưởng đâu là tôi thờ cái chữ gì ghê gớm lắm. Bởi vì tôi là nói ra sao bất tuyệt về chữ kinh rồi chữ Hán rồi, vậy thì chắc là cái tấm đó là cái gì ghê gớm lắm nha. Hai bên cái tấm lịch nó có hàng chữ hải nọ hải ngoại tồn tri kỷ mà thiên nhai nhược tỷ lân. Thì tôi dịch là bên trời gốc biển xa xăm, nước non ngàn dặm vẫn còn tri âm. Dịch chơi vậy đó, ở trong cái tấm sơn mài đó, rồi lấy cái đó mà treo lên chứ không có mua cái gì khác. Rồi nhiều người thì tưởng đâu tấm thì tịnh trọng lắm chứ ai về đâu là tấm lịch. Vậy thôi à. Tới ngày giỗ thì dọn trái cây rồi lên đó cúng, gọi là cúng vậy thôi. Chứ còn tôi biết là không có. Đó là cái kiểu sống của tôi như vậy. Để rồi tôi nói vậy, cảm ơn cái lòng của các Phật tử mà muốn đến để cúng cái đám mà kỷ niệm ông thân tôi đó mà. Cũng cảm ơn thôi chứ còn không cần thiết làm việc gì hết. Nếu cần là các vị lúc nào các vị có thể đến là nấu ăn, đồ còn nóng hổi đem lên là ăn liền. Chứ còn cúng để nửa giờ sau ăn lạnh lẽo, ăn hết ngon. Bây giờ bắt đầu vô giảng giờ thiên thừa nè, tức là
ta sẽ đi lên một cái cỗ xe đi xa hơn. Chứ thừa là cỗ xe, đi xa hơn cái nhân thừa. Nhân thừa là cái cỗ xe nó chuyên chở từ cõi người cho tới loài người, trở lại làm con người đầy đủ tư cách hạnh phúc an vui. Ở đây ta giống như là ta mua cái vé mà lên một cỗ xe đi được xa hơn. Giống như là từ đây đi Nha Trang chẳng hạn, trên đường du lịch ta đi đường xa. Thế thì bây giờ là cái ta học thiên thừa để tu theo thiên thừa, thì ta sẽ có cái quả báo là hưởng cái phước báo của trời. Bắt đầu nói về thiên thừa. Thế thì trước hết là nói về cái chữ trời. Chữ trời ở trong đạo Phật, mà nếu mà mình hiểu trời là nhìn lên cái bầu trời xanh xanh đó, là không đúng cái nghĩa của chữ trời ở trong đạo Phật. Mà các vị nghe kinh nha, ở cái thế giới của chư Phật, của Đức Phật Hưng Tích, cách đây hằng hà sa số thế giới, bất khả thuyết vô lượng vô biên thế giới, Đức Phật Hưng Tích dạy cho các hàng Bồ Tát tu hành, mà trong đó khi mà cúng dường cũng có hàng chư thiên cúng dường, và các cõi chư Phật mười phương cũng đều có hàng chư thiên trỗi nhạc cúng dường, vân vân. Như vậy có nghĩa là hễ cõi nào có Phật, có Bồ Tát thì cũng có thể là có thanh văn và có trời. À, do vậy cho nên trời không phải là một cái thế giới mà nó ở một cái khoanh vùng trong một cái vùng nào hết. Mà cái từ phàm thánh đồng cư độ, mà của cái môn Tịnh Độ người ta chia ra đó, cái từ đó mới có thể gọi là chính xác. Không phải phàm thánh đồng cư độ mà người ta chia ra, nghĩa là từng vùng chia như vậy là sai. Họ có cái sai của họ. Nhưng mà thật sự thế giới chư Phật mười phương đều là phàm thánh đồng cư. Chỉ có những cái thế giới của chư Phật mười phương nó khác với cái thế giới mà gọi là Ta Bà Ô Trợt này đó. Là trong kinh nói rằng là Đức Phật, chẳng hạn như Đức Phật Hương Tích, hay là Đức Phật A Súc Bệ, tức là Đức Phật Vô Động đó, dạy đệ tử từ cái hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát. Thế thì là những cái cõi đó với hàng chư thiên thì để mà làm cái người trợ quá để cúng dường, thì những cái cõi như vậy có thể là không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, không có tam ác đạo. Cũng giống như cái cảnh giới Cực Lạc đó. Cực Lạc quốc độ vô tam ác đạo chi danh, hà huống hữu thật. Cái cõi nước gọi là cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó không có cái tên ba đường ác, huống gì là có thật. Thế thì gọi là cõi nước của chư Phật trong mười phương á, chư thiên có, thanh văn có, dương giác có, Bồ Tát có, mà có thể không có ba đường ác. Là tại vì cái cõi đó nó giống như là mình nói thí dụ mà. Thí dụ như những cái người mà bằng lòng mà đến ở trong cái hội trường này để mà nghe kinh, để nghe giảng vậy, thì không có những cái người nó thuộc về cái mức mà trí tuệ nó dưới trung bình, mà tới nỗi không nghe mà không hiểu không biết cái gì, không có trong này. Nghe mà không hiểu không biết, không tiếp thu được cái gì, không có trong này. Vì cái người đó người ta không tới đây làm chi. Mà cái người mà bằng lòng nghe kinh điển giảng diễn như thế này thì phải cái người từ nghe hiểu biết 100%,
80%, 70%, 60%, 40%. Chứ còn cái người mà nghe mà hoàn toàn không có hiểu biết gì hết, mà thậm chí có người không nghe nữa, mà tới đây cũng không thấy gì hết nữa, thế thì những người đó người ta không tới đây. Cho nên cái cõi Phật của chư Phật mười phương là cái tên ác đạo không có, là vì những cái người người ta tu từ thiên thừa trở lên mới có ở trong cái thế giới như vậy. Còn cái tên tam ác đạo không có. Thế thì là bây giờ cái chữ trời mà chúng ta phải học ở đây đó, là cái phước báo của cái người đó hưởng cái phước báo nó cao hơn, nó đầy đủ hơn, nó trọn vẹn hơn là loài người. Mà nói một cách khác là ngay ở trong cái cõi gọi là cõi nhân gian mà của chúng ta ở, cũng có được nhiều người trời ở trong đó. Nếu cái người đó là cái người mà người ta thọ, lãnh thọ những cái giới thập thiện nghiệp, người ta không giết hại từ người cho tới những con vật, gọi là không sát sanh đó mà, rồi người ta không trộm cắp, rồi người ta không tà hạnh. Cái giới thập thiện người ta gọi là không tà hạnh. Còn cái giới mà ngũ giới á, ta quy ngũ giới á, thì ta nói ta gọi là không tà dâm. Còn cái giới mà thập thiện trở lên á, thì ta gọi là không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, không nói lời chiều, nói lời hung ác, không tham, không sân, không si. Thế thì ta gọi là thập thiện nghiệp. Tóm lại là thân là có ba: không giết người, không trộm cướp, không tà hạnh. Về thân, miệng thì giữ gìn, không nói dối, không nói lễ hai chiều, không nói lời hung ác, không nói lời theo dệt. Là miệng giữ gìn bốn cái món đó. Ý thì hạn chế, nó là nói hạn chế là đúng hơn, giảm đi cái độ tham, sân và si. Chứ còn nói cái chữ không mà nó hoàn toàn đó thì cao lắm rồi. Phải từ qua là hớn trở lên mới là không tham, không sân, không si. Còn cái thập thiện này á, là hạn chế, hạn chế được nhiều thì cái quả báo của, cái phước báo của cái người trời mà mình đang hưởng đấy, nó nhiều hơn, nó an lành hơn. Thế thì là cái người mà giữ gìn 10 cái điều như vậy, ta gọi là thập thiện nghiệp. Thế là người đó ta hưởng phước báo, cái quả báo người trời. Ở trong Phật tử chúng ta đây có quyền được hưởng quả báo của người trời ở trên mặt đất này, tôi gọi là thiên thừa là vậy đó. Chứ thiên thừa mà hiểu mà dòm cho cái trong sách Nho đó, nó thiên thính tịch do âm thương thương hà sứ tầm phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm, chữ Nho ta còn nói tới đó, gọi là trời là ta lắng nghe những cái bầu không gia không không gian lặng đặng đó, không có tiếng tâm gì hết á, ta dòm thấy xanh xanh á mà không bao giờ tìm được, không biết ở đâu mà tìm. Nhưng mà thật sự đừng có tìm mất công, phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao, cũng không phải ở xa, mà nó ở trong lòng người. Chữ trời mà của đàn Nho ta còn định nghĩa vậy. Cho nên nếu mà mình hiểu trời là mình hiểu một cái ông mà ở trên một cái tầng thế giới khí quyển nào xanh xanh mù mù đó là không trúng đâu. Cho nên các vị nghe rồi, các vị dường như thuộc đó, chứ mà các vị chưa thuộc kỹ đâu. Mà nếu mà có nghe mà có nhớ đi nữa là các vị chưa xác định bằng cái trí tuệ thật sự của mình.
Còn cái hồi mà tôi học chữ Nho hồi nhỏ đó, tự viết di thiện giả thiên báo chi dĩ phước, di bất thiện giả thiên báo chi dĩ họa. Đức Khổng Tử nói rằng người nào làm lành thì trời đáp lại cho trong việc lành, người nào làm ác trời sẽ trả lại cho trong điều ác. Có nghĩa là làm lành thì hưởng quả lành, mà làm ác thì hưởng quả ác. Đó là dựa trên vấn đề nhân quả. Rồi người ta giải cái chữ trời là thiên giả, là lý tánh chứ đương nhiên. Trời là gì? Trời là cái lý tánh bản nhiên của vũ trụ. Hễ làm ác thì là cảm chiêu, tự mình chiêu, tự mình dời cái quả ác đó đến với mình. Chứ không có cái lý tánh đương nhiên nó tự nó đến như vậy. Tôi nói thí dụ như bây giờ cái tính tình mình khó khăn mà cục kình, nói đâu cũng lỗi phải thì ố châm biếm thêm thắt nè, chính chúng ta ở đây nè, thì ta cảm lấy, chiêu cảm lấy cái quả báo là người ta không có chơi với mình nữa, người ta sẽ xa lánh mình đi. Tôi gọi là kính như viễn chi. Nhiều khi ta gặp mình, người ta gặp mình cái tên nhoáng miệng, ta giả đò cười một cái chứ cười gượng bên ngoài, chứ trong bụng ta xa lánh, là vì cái tính kiêu kỳ, là ngạo mạn, là khó khăn, là nhiều chuyện thì người ta xa lắm. À, còn cái tính mà rộng rãi, cởi mở, lòng thương, mà vị nhân, vị tha, vô ngã, thì cái người đó đi tới đâu là cái lý tính đương nhiên đó, người ta cảm, ta mến, ta quý, ta đón, người ta rước. Thì chữ trời là thiên giả lý tánh chứ đương nhiên là nó vậy. Y như là cái hình của mình mà nó, mình đứng nó cung vậy nè, nó cúc vậy nè, thì cái bóng nó cũng quẹo vậy. Mà cái thân hình mình mà đứng thẳng vậy thì cái bóng của mình nó cũng ngay. Do vậy cho nên là cái chữ trời thiên thừa đó, ta tu thập thiện, ta hưởng phước báo của thiên thừa. Mà thiên thừa không có nghĩa là chờ ngày chết rồi ta mới lên trên cái tầng sanh nào đó, không phải. Mà thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Gọi là trời, nhìn thấy xanh xanh, không âm thanh nào để lắng nghe được. Nhưng mà kỳ thật, trời không phải cao, cũng không phải xa, mà nó ở trong cái tâm của ta vậy. Ta có tu theo thập thiện nghiệp đạo, máy này của ai nó hết bằng rồi, thì ta hưởng của bao cõi trời ngay trên cõi thế. Đó. Tôi nói như vậy, rồi cũng có người nói, chắc vậy sao? Có chắc không? Còn nghi ngờ ở gì? Mà có người còn nghi ngờ. Cho nên tôi rất lo cái đó. Cho nên tôi muốn làm sao tôi nói hoài, tôi nói cho các vị chán chê, nghe rồi là vừa nghe là nhảy vô trong miệng tôi á, mà ngồi ở trong á, nghĩa là thuộc con phóc đi. Nhưng mà vấn đề là cái mà các vị phải vận dụng cho được cái lý luận. Chứ các vị mà tôi vừa nói và các vị hiểu rồi trong miệng tôi, nó chưa chắc đâu. Mà tôi muốn nói như vậy có nghĩa là các vị phải hiểu rằng các vị có thể là trời. À, có thể là trời, bất cứ là ai cũng đều có thể mình trở thành trời. Phải hiểu như vậy. Rõ chứ tại sao nói như vậy? Thì còn tại sao nữa? Thành A-la-hán còn được mà. Bằng có Xá Lợi Phất, một kiền liên tu bồ đề, a nan ca diếp văn văn ma, một kiền liên ma ca diếp ma, ca chiên viên ma, cu si la li bà đa châu lợi bàn đà già nan đà, a nan đà la hậu la kiều văn ma đề tân đồ lô bá la đọa ca lưu đà di văn văn. Các vị tụng cái đó cái gì? Tụng kinh Di Đà. Ông đó là ông gì? Là những ông la hớn. Mà ta thành la hớn còn được, huống chi là thành trời thì không được thì là sao? Rồi còn nói hơn gì nữa, nói được nữa không? Nói thành Phật cũng còn được nữa, chứ đừng có nói thành La Hán. Bởi vì vì Đức Phật Thích Ca thành Phật ở trên cõi đời này kia mà. Thế thì chẳng những không
chẳng những thành trời mà có thể thành A-la hớn trên cõi đời này, chẳng những thành A-la hớn mà có thể thành vô thượng bộ Bồ Đề trên cõi đời này. Do vậy cho nên cái chuyện tu nhân thừa mà để thành trời là cái chuyện bình thường, không có hề sợ sạch và nghi ngờ. Đó, thiên thừa là vậy đó. Tôi muốn nói cái đó cho mạnh là cái đó. Chứ mà bà con á, Phật tử mà còn sợ mình không là trời và nghĩ rằng là nếu mà thành trời là cái ngày nào đó mình chết rồi mình phải sinh lên một cái cõi thật cao thật xa, hiểu cái đó không bao giờ là đệ tử Phật được. Tức là gửi gắm tâm hồn ở một cái thế giới mà không bao giờ có, không bao giờ hiện thực. Cho nên là cái cõi này nè, cái cõi ta chia ra các cái cõi đó, cõi thật báo trang nghiêm, cõi phàm thánh đồng cư, cõi thường tịch quang độ. Thường tịch quang tức là cái cõi thuộc về là cảnh giới mà để dành chỉ cho pháp thân Phật.